Chào mừng các bạn đến với kênh của mình ha. Thì trước mặt các bạn là con xe VC, xe đạp điện cao cấp VC ha. Nhưng mà đây là phiên bản Plus, phiên bản cộng. Thì nó sẽ có một số thay đổi để nhằm đem lại sự thoải mái cho khách hàng. Thì bây giờ mình sẽ review chi tiết cho các bạn biết là nó có sự thay đổi như thế nào. Thì đầu tiên bạn hãy nhìn tổng thể về phía mặt trước của xe. Thì xe của nó được trang bị, đây bạn thấy, thêm một bộ đèn led, đây là ha, bạn thấy không, đây là đèn led bên trong, bộ đèn led rất là đẹp ha. Thì phiên bản cũ nó sẽ không có được trang bị bộ đèn led này. Bộ đèn led này nó có nhiệm vụ đóng vai trò nó là xi nhan luôn. Khi mà mình bật led nữa, mình sẽ bật xi nhan lên thì nó sẽ xi nhan trái phải, nó sẽ xi nhan đèn trái phải cho các bạn xem ha. Rồi đó là sự khác biệt đầu tiên. Thì cái định vị mà sự khác biệt này á, là mình cái phiên bản này nó mình sẽ không có gắn rổ ở phía trước giống như phiên bản trước đó. Thì bởi vì nó đã chế ra một cái đèn led xi nhan rồi, cho nên là mình không thể nào mình gắn được cái rổ phía trước nữa. Thì thay vào đó thì nhà sản xuất họ sẽ chế ra một cái học đựng đồ ở dưới yên ngòi. Lát nữa mình sẽ review cho các bạn xem đó. Về phần đèn ở trên cái cổ này, phần phần ngay cái đầu xe tay lái, phần đèn thì cũng có, cái đèn này cũng có sự khác biệt so với phiên bản trước ha. Rồi đặc biệt là bây giờ mình vô phần tay lái này, mình coi phần tay lái của xe này. Đây có một sự khác biệt rất là rõ rệt. Phiên bản trước của xe VC thì em nói chỉ có rất là đơn giản, tay lái của em nó chỉ có hai nút, hai nút nút mà hai nút để mà khởi động và nút keng. Thì nay phiên bản sau này để làm cho người dùng cảm thấy thoải mái, dễ dàng sử dụng hơn, thì tay lái của xe được thiết kế giống như là kiểu phổ biến hơn, là có các nút đèn nè, xi nhan nè, còi nè, bên cụm phía tay trái. Còn cụm bên phía tay phải thì có các nút, là đây là nút P, là nút tắt, là nút bảo vệ, nút an toàn á. Khi mà mình bật xe lên á, mình bật xe lên thì nó phải chế độ là chỉ P, là lúc đó là mình lúc đó là nút chưa chạy. Rồi cho dù mình rồ tay ga lên thì xe vẫn không chạy. Khi mà mình bóp bấm thì lúc đó mình mới chạy, hoặc là mình đang chạy mình nhấn cái nút này thì nó sẽ trở về chế độ an toàn cho mình, hoặc là nút B này. Còn cái nút F này là nút để dùng để tăng tốc độ ha. Thì con phiên bản CVC này không cần phải dùng thẻ để mở tốc, mà nhà sản xuất đã thiết kế sẵn cho mình cái nút để mà điều chỉnh tốc độ khi mình muốn nhanh chậm ha. Ở trên đây thì là nút bật đèn đó, bật đèn phía đằng trước đây, phía đằng trước. Ở đây là chỉnh chế độ là có pha, chỉnh chế độ là đèn pha chiếu gần và chiếu xa ha. Thì thêm một cái điều có khác biệt nữa của xe đó là bánh đĩa. CVC này được trang bị ở bánh đĩa, đây là cái bánh trước đây, mình thấy là bánh đĩa không, đây mình sẽ quay bánh đĩa cho các bạn xem đó, được trang bị bánh đĩa ha. Chỉnh tận hơn đó. Còn phiên bản kia thì phiên bản cũ thì nó sẽ không có bánh đĩa. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên, mình sẽ cho các bạn xem là cái đồng hồ của xe VC phiên bản mới này nó có gì khác biệt ha. Thì đây đó, đây mình nhìn tổng thể là xe này đó, là cái đồng hồ này cũng có sự khác biệt so với phiên bản cũ ha. Phiên bản cũ thì khi mình mở lên nó sẽ có cái mặt cười, nhưng khi mà bạn nhấn cái nút màu xanh dương á thì nó sẽ chuyển chế độ để mình chạy hay không chạy đó. Còn cái này là nhà sản xuất đã thiết kế lại cái mặt đồng hồ. Thì phía bên đây nó sẽ hiển thị cho mình là cái tốc độ, một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho bạn để chỉnh để mà khi mà mình chạy tăng tốc như thế nào. Còn bên bên đây là báo dung lượng pin ha, dung lượng pin, tốc độ quãng đường nè, tốc độ mình đang chạy nè, tốc độ đang chạy và quãng đường là mình đang chạy là bao nhiêu, dung lượng pin ha. Rồi thì bây giờ là mình thôi bây giờ mình nói về sơ về ngoại hình đi, lát nữa mình sẽ hướng dẫn cách nói về chi tiết hơn về khi mà mình điều khiển xe và hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái xe này như thế nào. Thì đi xuống đây này, bạn thấy không, là phiên bản sau này là họ sẽ cho mình là
ngoài cái thẻ từ để mà mình khởi động xe như phiên bản trước thì họ sẽ thêm cho mình ổ khóa, chìa khóa luôn, để tránh trường hợp là có những khách hàng là mất hết thẻ. Thì bây giờ cho nên là mất phiên bản đời đầu là mất hết thẻ là coi như là cứ thay như cái màn hình mới, bắt đầu mất thay như màn hình thẻ từ mới thì lúc đó mới sử dụng được, rất là mất tiền. Nay thì nhà sản xuất ra sẽ luôn ổ khóa, nếu mà khách hàng mất thẻ từ thì có thể sử dụng ổ khóa để khởi động, rất là dễ sử dụng hơn và không có bị giống như là phiền phức khi mà mình bị mất thẻ ha. Thì phía dưới đây là mình thấy đây là nhà sản xuất chế ra là cái gọi là cái móc đồ ha, khi mà bạn móc đồ, bạn treo đồ thì nó sẽ bật lại, nó sẽ giữ cho bạn cái móc đồ này, cái đồ bịch đồ của mình á được an toàn hơn đó, móc treo đồ ha. Phía bên đây thì là cổng USB để cắm sạc điện thoại. Xuống đây thì là cái chỗ giống như các dòng xe thông thường khác, thì đây là chỗ để bắt ghế cho em bé đó, bắt ghế em bé ha. Ở đây thì hồi xưa phiên bản cũ á thì ngay chỗ này dùng để mà bắt cái ghế em bé, bắt từ cái thằng vô để xuống này, thì nay nhà sản xuất đã không sử dụng để mà bắt cái em bé nữa, mà thay vào đó sẽ là một cái hộp. Đây mình sẽ mở cái bếp trong đây sẽ là một cái hộp nhỏ để các bạn đựng áo mưa hoặc vật dụng linh tinh, thay vì là để tránh ghế em bé thì đây này, các bạn thấy không, một cái hộp nhỏ để có thể đựng áo mưa nhỏ nhắn và những đồ linh tinh của các bạn ở trong đây, rất là tiện lợi. Thay vì hồi xưa là mình phải gắn một cái rổ ở phía trước để đựng đồ thì nay nhà sản xuất ra cái hộp này để bạn đựng đồ, khỏi phải mà gắn rổ gì đi cho nó rùm ra ha. Một cái khác biệt nữa là chỗ sạc pin thì hồi xưa là nó sẽ nằm ở dưới ghế, dưới cái ghế này đó, nằm dưới đây, hiện nay nhà sản xuất là để sạc pin bên hông này đó, bên hông này sẽ đơn giản hơn, tiện lợi hơn cho các bạn. Còn về kiểu dáng xe thì nó cũng giống như những cái phiên bản trước thôi đó, phía sau đuôi này nó cũng giống ha. Các bạn muốn bắt yên yên phụ thêm thì mình mua thêm phụ kiện để bắt yên ha, thì nó giống những phiên bản trước. Rồi bây giờ là mình sẽ vô cho các bạn xem cách sử dụng cái xe này như thế nào ha. Các bạn đón xem vào video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng cái xe VC mới này như thế nào nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.